Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Thưa quý vị và các bạn, đêm mùng 4, rạng sáng ngày mùng 5 tháng 8, trên địa bàn tỉnh xảy ra mưa lớn trên diện rộng, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Tại huyện Hoàng Su Phì, mưa lớn đã gây sạt lở đất đá tại xã Thông Nguyên, khiến một người tử vong, hai người bị thương. Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai huyện Hoàng Su Phì, tính đến 12 giờ ngày 5 tháng 8, mưa lớn gây sạt lở đất làm một người chết là bà Đặng Mùi Sánh, sinh năm 1950, tại xã Thông Nguyên. Hai người bị thương hiện đang được đưa đi điều trị tại phòng khám đa khoa xã Thông Nguyên. Con cùng bà đi ngủ, mỗi người ngủ một giường, xong là đổ xuống, xong là sạt lở. Con đi tìm bà, xong là tìm không thấy, xong đi gọi mọi người. Ngay sau khi nhận được cái tin báo về hộ gia đình bị thiệt hại thì xã đã liên hệ với thôn ủng hộ, liên hệ với tất cả các bà con dân để xuống ủng hộ gia đình với phương châm là bốn tại chỗ. Còn xã thì huy động lực lượng của cán bộ xã lên để giúp gia đình, nhất là chuyển đồ đạc, tìm người cũng như là đồ dùng gia đình và khắc phục tạm thời cho gia đình là di rời ra chỗ khác. Về nhà ở, mưa lớn đã làm 7 nhà bị ảnh hưởng, trong đó 2 nhà bị sập hoàn toàn tại xã Thông Nguyên, 1 nhà phải di rời khẩn cấp và 4 nhà bị ảnh hưởng tại thị trấn Vinh Quang, xã Tụ Nhân và xã Nậm Khòa. Nhiều tuyến đường giao thông bị đất đá sạt lở vùi lấp như tuyến đường tỉnh lộ 177 với khối lượng trên 10.000 mét khối. Hiện tại ô tô xe máy không lưu thông được. Các tuyến đường từ huyện đi các xã phía Nam cũng bị ách tắc nhiều đoạn. Hàng chục cột điện 35 kV và đường 0,4 bị gãy đổ, gây mất điện nhiều địa điểm. Về hoa màu vật nuôi, hiện tại các xã đang rà soát chưa có số liệu cụ thể, ước tổng giá trị thiệt hại trên 10 tỷ đồng. Ủy ban dân huyện cũng đã chỉ đạo các xã quan tâm chỉ đạo, phân công cử cán bộ xuống thôn phối hợp với nhân dân, rồi là cử phân công các lực lượng để giúp đỡ cho hộ gia đình để khắc phục hậu quả thiên tai. Huyện cũng có kinh phí theo quy định là hỗ trợ khẩn cấp và đồng thời là kêu gọi các tổ chức cá nhân để hỗ trợ thêm. Đối với đường giao thông hiện nay là đang cho các đơn vị doanh nghiệp đang thi công tuyến đường này, đồng thời là người dân để các cái lực lượng để tham gia để mở đường và để làm sao để thông được tuyến đường từ trung tâm huyện về tỉnh Hà Giang. Ngay khi nhận được thông tin, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai huyện Hoàng Su Phì đã có mặt để chỉ đạo xã cùng với người dân địa phương thực hiện các biện pháp tìm kiếm cứu nạn, đồng thời thăm hỏi động viên những gia đình có người tử vong 26 triệu đồng, người bị thương 5 triệu đồng, hai nhà bị vùi lấp hoàn toàn, mỗi nhà 20 triệu đồng. Chỉ đạo cấp ủy chính quyền xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động những hộ gia đình đang sống tại các khu vực có nguy cơ sạt lở, di rời đến nơi an toàn nhằm tránh thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra.